với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bách Cứng nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị em về dòng sản phẩm, đó là dòng sản phẩm nước lọc NN cao cấp. Cái đây là dòng sản phẩm tái tạo collagen NN nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm có công dụng là loại bỏ những tế bào chết nè, làn da ngâm đen, chai lì không đều màu, khó trắng, thâm do côn trùng cắn, nám đồi mồi tàn nhang do bị lão hóa và khô. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này chỉ sử dụng cho body thôi nha, không có được sử dụng cho mặt. Cũng như là những cái chị nào mà da mỏng quá thì không nên sử dụng về cái dòng sản phẩm nước lột này, chỉ dành cho những cái làn da mà chai sần đen lì ấy, những cái làn da nám sạm ấy thì mọi người sử dụng thôi. Còn tất cả là về da mặt là không được nè, về cái làn da mà mỏng quá thì không được lột luôn. Thì đây là dòng sản phẩm rất là thích hợp cho những chị nào mà muốn làm trắng da. Đặc biệt là dòng sản phẩm này á, cái dung tích của nó là 50ml và mọi người có thể là sử dụng được lột cho cả tay và chân luôn. Nhưng mà á, với cái liều lượng vừa đủ là mọi người có thể là lột cái mảng rất là bự luôn nha mọi người. Thì rất là nhiều chị hỏi em ơi bầu có lột được không? Đó là không được nha. Câu trả lời thứ nhất là không được. Thứ hai á, em chị ơi em mới có 12 tuổi có lột được không? Là không luôn. Rồi tiếp theo, đặc biệt là dòng sản phẩm này mà cái làn da mà em, chị ơi cái làn da em nhạy cảm quá có lột được không? Không luôn nha. Đặc biệt là dòng sản phẩm này chỉ dành cho những cái làn da mà trên 25 tuổi trở lên ấy. Cái làn da lúc đó là làn da gọi là đang bị lão hóa hoặc là làn da đen quá thì lột thôi. Còn đặc biệt là cái làn da mà bình thường thì mọi người chỉ cần là gọi là tắm trắng, hoặc là mọi người có thể là sử dụng những cái dòng sản phẩm kem body thích hợp để giúp da của mình nó dưỡng trắng da từ từ được thẩm thấu và đặc biệt là sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn dòng sản phẩm nước lột da NN cao cấp này á, là cái chai sản phẩm này là sản phẩm chính hãng, mọi người có thể là mua hàng qua số điện thoại hotline là 0355 838057, hoặc là qua cái số Zalo là 0933 766 739, và số thứ hai là 0773339279, và số thứ ba là 0355 838057 nha mọi người. Thì dòng sản phẩm nước lột này á, lưu ý thuốc phải để thấm khô vào da, không được đụng nước sau khi thoa thuốc, không được mặc quần áo dài tay khi thuốc chưa hoàn toàn khô, và thời gian ngồi chờ lột trong vòng 3 tiếng. Sau đó các bạn đi tắm bằng nước lã và không được sử dụng xà phòng, lau khô người và ủ kem trong vòng 10 tiếng sau mới được lột da nha mọi người. Lưu ý giùm em, ở trên cái dòng sản phẩm này nó sẽ có cách sử dụng của dòng sản phẩm nên mọi người yên tâm nha. Cái dòng sản phẩm này á là khi mà lột, lưu ý là chỉ lột hai cánh tay hoặc là chân, tuyệt đối không được lột quá 100% cơ thể, không được bôi vào cái vùng kín và nơi bị trầy xước là hoàn toàn không được luôn nha mọi người. Đó, lột tay lột chân thôi nha, không được bôi hết cả người mình lột nha mọi người, không tốt đâu. Thì dòng sản phẩm này á là dòng sản phẩm giúp cho da của mình được trắng sáng hơn, cũng như là cái dung tích của nó là 50ml, mọi người có thể là mua về sử dụng để lột những cái chỗ nào mà chai sần đen lì ấy, hoặc là những cái chỗ nào mà nám tàn nhang mình lột đó. Còn cái chỗ nào nó bình thường thì mọi người có thể là dưỡng kem, mua kem về sử dụng thôi thì nó sẽ rất là tốt. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm nước lột NN cao cấp này, khi mà lột xong nó sẽ có cái hiện tượng lột lần thứ hai, nên mọi người hãy hết sức cẩn thận khi mà sử dụng. Khi mà mình vừa mới lột hoặc là cách lột trong vòng 5 ngày ấy, thì da của mình rất là mỏng và dễ bị ngứa, thì mọi người nên tắm bằng nước ấm hoặc là không nên sử dụng sữa tắm để mà tắm khi mà tắm nha. Nó sẽ dễ gây rát da cũng như là nó sẽ rất là dễ gây kích ứng da, nên phải tắm bằng nước ấm thôi. Đặc biệt là dòng sản phẩm này khi mà lột xong, mọi người nên dùng những cái sữa dưỡng thể có cái độ Listone ấy, dưỡng ẩm ấy, cái độ dưỡng ẩm nó cao một xíu để cho da của mình nó cung cấp nước và đặc biệt là da của mình được mịn hơn rất là nhiều. Và chị nào mà muốn mua dòng sản phẩm nước lột NN cao cấp này, hãy nhanh tay liên hệ sớm cho em để được đặt hàng qua số điện thoại hotline là 0355 838057, hoặc là vào trong cái Zalo số điện thoại là 0933 766 739, hoặc là 0773339279 để được đặt hàng. Luôn luôn cung cấp hàng chuẩn chính hãng, giá sỉ rẻ nhất, tốt nhất thị trường cho tất cả các chị yêu. Nên mọi người hãy yên tâm mua dòng sản phẩm tại shop bên em để đảm bảo hàng chính hãng, hàng chuẩn cũng như là hàng chất lượng cao nha mọi người. Hiện tại trên thị trường hàng giả hàng nhái rất là nhiều, và khi mà mấy chị sử dụng hàng giả hàng nhái thì nó sẽ không đảm bảo về sức khỏe, không đảm bảo về chất lượng của mình khi mà mình sử dụng về làm đẹp nha mọi người. Hãy nhanh tay đặt hàng những cái chỗ uy tín nhất qua số điện thoại là 0355 838057. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em, và chúc tất cả các chị yêu luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công nha. Bye bye.